Chào mọi người, mình là Haru, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hãy cho Haru một like nhé và ủng hộ những video của Haru. Hôm nay Haru sẽ giới thiệu cho mọi người Toya, một mỹ nam đẹp trai siêu cấp giống như là mì cay cao cấp gì đó trong thủ lĩnh theo bài. Toya là anh trai của Sakura, bạn thân nhất của anh là Yukito, đó chính là dạng mượn xác của Yue. Sinh nhật của anh ấy là vào ngày 29 tháng 2, khiến cho anh ấy trở thành một đứa trẻ năm nhuận. Có nghĩa là mọi người chỉ có thể tổ chức sinh nhật của họ 4 năm một lần. Ví dụ giống như là năm bạn 16 tuổi thì bạn chỉ có 4 cái sinh nhật mà thôi. Nhóm máu của anh là nhóm máu O. Toya là một thanh niên rất là cao, to, đẹp trai. Nó bật với làn da rám nắng, mái tóc nâu sẫm rẽ ngôi bên trái và đôi mắt rất là đẹp luôn. Anh ấy thường được nhìn thấy trong đồng phục của trường trung học Seizu, nhưng đôi khi cũng được nhìn thấy trong trang phục bình thường ở nhà, khỏe khoắn xinh xắn. Anh ấy cũng giống như bố, rất là giỏi nấu ăn, tốt bụng, thích thể thao và hay giúp việc nhà. Giống như Yukito, anh cũng rất là nổi tiếng trong các trường học luôn, và đặc biệt được các cô gái rất là yêu thích. Anh chính là thanh xuân vườn trường của các bạn nữ. Toya giữ niềm tin rằng với tư cách là anh trai của Sakura, anh là người duy nhất có quyền chế giễu cô. Niềm tin mà người bạn thân nhất của anh là Yukito hay trêu đùa là họ chị em. Tuy nhiên anh cũng quan tâm đến Sakura rất là nhiều. Điều này khiến anh cảm thấy nghi ngờ Sauran. Mặc dù Sauran và Sakura cuối cùng đã ngừng chiến đấu, Toya vẫn tiếp tục không thích Sauran khi cậu trở thành bạn của Sakura, vì cho rằng Sauran cuối cùng sẽ lấy Sakura khỏi anh. Tuy nhiên anh bắt đầu thích Sauran vì cậu ta luôn giúp đỡ Sakura. Điều này đã tiết lộ khi Toya nói rằng nếu mà Sakura muốn chọn ai thì anh sẽ ủng hộ Sauran nhất. Anh ta là một thanh niên nhạy bén và biết Sakura đã làm gì, mặc dù Sakura cố gắng giấu bí mật. Anh ta chỉ giả vờ không biết thôi, không qua mắt được anh đâu. Toya có vẻ là một người cô độc trong tính cách. Hai người bạn duy nhất của anh dường như là Kaho Mizuki và Yukito, và anh ấy thường chỉ giao du với những người bạn này. Sức mạnh tâm linh. Khi còn nhỏ, Toya phát hiện ra rằng mình có sở hữu một khả năng ma thuật hiếm có, đó chính là kết nối tâm linh với các linh hồn hay các vị thần linh, cũng như chính thế giới linh hồn phi vật chất. Điều mà cho đến nay, ngay cả Sakura cũng không thể đạt được, mặc dù có sức mạnh ma thuật thật là mạnh mẽ. Chương trình Haru đến đây là hết rồi. Chào các em, hẹn gặp lại các em vào những chương trình lần sau.